Pin cao vãi sao chơi. Nope, nope. Của bố mẹ. Lâu lắm ấy không có làm trận danh solo. Không là anh em nào, chị em nào nhận kéo con gà này không? Bởi vì nó thật thì sĩ kẹo chơi nó cũng không được hay lắm, nên là nhờ chị em kéo. Biết đâu chúng mình lại nên duyên đúng không? Mình phải kiếm cái gì sửa chữa giáp đâu. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop sĩ kẹo.vn. Shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay, và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu. Nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Tất cả chỉ có tại shop sĩ kẹo.vn. Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Yo, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với video, đó là mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm mắc đồ họa của phiên bản Free Fire Max trên cái chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max. Yeah, ok, chúng ta có 3 camera. Wow. Và đặc biệt là mắc đồ họa luôn thì nó mới là chất lượng phải không nào? Yeah, chúng ta sẽ có ở trong cái mục đặt cơ bản thì ok. Độ sáng luôn, bóng đêm mở luôn, độ phân giải cao luôn. Ui, và anh em có thể nhìn thấy rằng là cái đồ họa nó perfect hơn hẳn luôn anh em ơi. Đẹp luôn nhá. Vuốt tóc để được đẹp trai. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Cái tên mới của tôi ấy, Phó Đà Huynh, như anh em để ý không? Các bạn thì chán tên cũ quá rồi, hay là anh em muốn tôi đặt tên là gì thì anh em hãy comment ngay bên dưới video nhá. Sao lại không nhỉ? Mình nghe nói là sắp tới thì có một cái nhân vật mới trong game Free Fire, và chắc chắn rồi thì Kẹo sẽ trải nghiệm nó cho anh em coi nhá. Let's go. Hôm nay thì hãy theo chân Kẹo chúng ta đến với cuộc hành trình tìm kiếm top 1 trong trận đấu ngày hôm nay. Dạ, quý đông vãi. Công sở đâu vãi. Cố gắng mình cũng sửa đâu anh, nhưng mà thôi không sao cả. Yeah. Ui ôi. Mấy bạn cứ bình tĩnh nào, sao mà động thế. Không sao, bởi vì là chúng nó cũng đã tản mỡ ra ngoài rồi. Yeah. Cái gì đấy, những người anh em ui đông vãi cả trời. Từ công ạ. Nhanh. I'm gay. Ở đây dám chui được họa đi, sướng vãi. Trải nghiệm Free Fire trên iPhone 11 Pro Max. Yeah, bởi vì đây là một con máy mà anh em cũng khá là quan tâm. Nó là một máy xịn nhất của bọn iPhone bây giờ. Đó, hãng Apple, nhưng mà trước khi ra mắt iPhone 12 thôi. iPhone 12 ra mắt nhưng mà tôi nghe nói là anh em vẫn chưa thể đặt mua được đâu. Yeah, của chúng ta. Let's go. À, con gió này. Ui. Tuổi. Có mà tuổi. Này, mình thức khuya biết đây là đâm ra mụn nhiều mà anh em. Đi mấy cái sự kiện trong Sài Gòn nữa. Chát cả tấn phấn lên mặt để make up để quay video mà. Nhưng mà thôi, cuộc sống anh em ạ. Không biết là anh em đã tải Free Fire Max hết chưa, thì chắc là lát nữa thì mình cho mọi người một cái link ấy. Cho mọi người tải Free Fire Max hết đi, bởi vì mình biết là nhiều bạn vẫn chưa trải nghiệm, nhưng mà nó dành cho những cái máy có cấu hình cao ấy. Chứ còn là những cái máy mà anh em cấu hình bình thường thì có thể là nó xảy ra cái tình trạng giật lag ấy, đâm ra nó cũng hơi khoai anh em. Nên tôi không khuyến cáo anh em lên để làm cái gì cả. Yo. Nhẹ nhàng vãi, hai kill. Em ơi đừng rong chơi đừng mạnh mẽ, những điều ngu si bạn. Fuck man, mày bị điên à? Mày điên mẹ rồi. Ping cao ấy. Vãi, ping cao vãi sao chơi. Nope, nope. Của bố mẹ. Lâu lắm ấy không có làm trận danh solo. Không là anh em nào, chị em nào nhận kéo con gà này không? Bởi vì nó thật thì sĩ kẹo chơi nó cũng không được hay lắm, nên là nhờ chị em kéo. Biết đâu chúng mình lại nên duyên đúng không? Mình phải kiếm cái gì sửa chữa giáp đâu. Giáp bây giờ nó hơi bị nát rồi anh em ơi. Wow. Chán ghê vậy đó. Yeah. Tôi không biết, tôi nghĩ là chúng ta không nên bơi qua sông làm gì cả, nhưng mà thôi. Bơi qua sông thì chúng ta không phải chạy qua cầu. Đấy, quay trở lại với khu thành phố đúng không? Dạ, ngày trước nó là thị trấn nữa đúng không? Bây giờ đổi tên thành thành phố đây. Nào. Well. Không ai cả, không ai cả. Á đi, đủ mà. Hai đứa ở trên à? Vãi trưởng. Cái gì đấy? Vậy các cao thủ võ lâm của chúng ta đang hội ngộ ở trên này. Bố mày sợ chúng mày quá. Các cao thủ võ lâm ở trên bên này rồi.
Thứ ba, thứ ba, thứ ba, thứ ba, thứ ba, thứ ba. Các cao thủ võ lâm ở trên thứ ba rồi. Mày cao thủ võ lâm. Cao thủ làm sao được? Có bạn vai, vai, vai. Oh my god. Đừng. Bạn bị điên à? Câu nhiều liệu vai là trường ấy. Máu chả có. Phải điên mẹ. Tao bảo máu thì mèo có mà câu câu nhiều liệu vãi là trường ra luôn. Hiện cái bóng của mình ở dưới ấy, anh em này. Căng thẳng quá nhờ. Thằng 3, thằng 3, thằng 3, thằng 3. Thằng 3. Úi dồi. Headshot. Có mà tuổi, ui dồi ơi. Có bị nhợt với mày đấy à? Các bạn thì dạo này thì sĩ luyện tập rất là nhiều. Thế nên trình độ chơi game nó cũng tăng thêm được tí thôi. Game là dễ mà anh em. Tốt phép biết thôi. Gặp mấy thiên nhiên ở rơm rơm này đôi khi mệt phết ạ. Đừng đùa các bạn. Nhưng mà thôi không sao, mình vẫn đang còn sống nhen răng ra đây cơ mà. Đúng mà. Chơi game, chơi game, chơi game mà mãi nhìn lên màn hình quá. Lú, 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 lú. Đây, chúng ta qua đây. Thế nào treo nhỉ? Không biết có ai ở trên không, nhưng mà có xét, có xét, có xét, có xét. Có anh Wonder Chuck. Nhờn với bố mày à? Nhờn với bố mày đấy à? Rồi xuống đây. Nó vô nhà rồi à? Ơ. Đù má. Đù má. Vãi. Nó vô nhà rồi mình sợ chứ không? Giờ này thật ra thì cáo hơi lười một chút. Nên là cũng ra ít video thì nghe mơ thông cảm nhé. Anh em viewer thông cảm nhé. Còn sắp tới thời gian này thì mình rảnh hơn thì mình sẽ ra nhiều video hơn. Và mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé. Đéo. Lại nói về chuyện thi đấu thì hôm vừa rồi mình thi đấu chuyên mơ đại chiến ấy, là thi đấu bằng chiếc máy gì ta, Galaxy S10. Thật sự nó hơi bị khó chơi một xíu, bởi vì kiểu cảm ứng của nó cứ bị ngu nào anh em ạ. Còn iPhone 11 Pro Max thì mình không có gì chê cả, nó xịn mà, hắn ngon mà, hắn sướng mà đúng không? Dạ, yeah, chắc chắn anh em nào trải nghiệm thì anh em cũng đã thấy như thế rồi. Quá chuẩn luôn. Trời, Hà Nội tầm này đang lạnh lắm rồi các ông à. Chắc là chúng ta qua đây xem như nào chứ. Kể mà có người yêu đi chơi thì ấm các ông ạ. Tôi có một mình à, tôi đâu có ra ngoài đâu. Xạo chó, xạo chó. Hôm nay một buổi leo rank nghiêm túc đấy nhá. Khi kẹo leo rank nghiêm túc sẽ thế nào đúng không? Bình thường là tôi toàn kiểu tôi hầm mề tấu hài cho những người anh em thôi. Chúc mà không xem nó sẽ thế nào. Chứ có sao đâu. Bố mà nhờ đấy ạ. Tôi chả hiểu sao ngày còn tí máu xong rồi. Còn tí máu xong nó cũng lên đó. Ui ôi. Chán luôn, chán luôn. Lần sau ít máu. Ít máu đập đi đâu nhá. Ui ôi. Phóng liệu à? Hay anh em muốn tôi chơi thử không nhá? Tôi kẹo chơi ngu á. Sở trường của kẹo này không phải phóng liệu đây là thôi. Chắc là mình sẽ không chơi cây phóng liệu ở đâu, trông ngu vãi không ạ. Lên trên này đi. Đây hoa. Bố mày nhờn chúng mày à? Nào. Ui, sợ quá. Sợ quá. Không biết nó có hack cái câu nhỉ, sao bắn ghê quá, vứt tâm kinh vậy chứ. Mình sai rồi, mình sai khi động của bạn rồi. Oh my god, yes baby. Và ngày hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây. Vâng, trải nghiệm phiên bản Full Frame Max trên iPhone 11 Pro Max luôn. Hai cái đều Max cả anh em. Thật sự hình ảnh rồi đồ họa các thứ rất là tuyệt vời. Và anh em đừng quên là đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Chuẩn bị là có video review nhân vật mới nhá. Những nhân vật mà các streamer sẽ được trải nghiệm trước nhá. Yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.
hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Thank you so much.